Xin chào các bạn trở lại kênh chia sẻ về các kiến thức giàu nhất của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn về cái sản phẩm của hãng Bumbu, là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Tên của nó là cái dầu cắt gọt hoặc là dầu mài không pha Bumbu NCO30B. Thì NCO30B là một dầu có thành phần là gốc dầu khoáng và có hiệu suất cao cộng với phụ gia EP, được sử dụng trong các cái quá trình cắt gọt kim loại hoặc gia công kim loại. Thì tính năng thì nó có khả năng bôi trơn tuyệt vời và giảm ma sát, cũng như chống mài mòn, cũng như cải thiện độ nhám của dao cắt, cũng như tăng cái tuổi thọ về cái dụng cụ cắt. Với khả năng bôi trơn tốt và nó cũng không tạo mùi, và khả năng chống oxy hóa cũng khá là tốt. Ứng dụng thì cái dầu NCO30V của hãng Bumbu này thì được ứng dụng cho các cái kim loại đen như là quá trình khoan, phay, taro hoặc mài vân vân, hoặc là các kim loại màu như tiện, khoan, phay vân vân, và các cái vật liệu thông thường khác. Thì hạn sử dụng của cái dầu này thì nó được sản xuất ở trạng thái niêm phong từ 0 đến 40 độ C. Thì đó là một số chia sẻ của mình về cái dầu NCO30V cho các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video sau.